Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái series khá là lâu rồi. Đó là series game trên điện thoại. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái tựa game mới mà mình vừa tìm được các bạn. Cái tựa game này thì của Bồ Đào Nha các bạn, của nước Brazil đấy. Đó, thì nó mang cái tên phải gọi là rất là khó đọc luôn. Cái gì nè? Rebaixado Elite Brazil. Đấy, thì với cái tên này thì các bạn có thể là search lên CH Play để có thể là tải về. Mình cũng để cái đường link ở phía dưới cho các bạn có thể là tải về luôn ấy. Đó, hoàn toàn miễn phí luôn. Vì nó miễn phí nên là cái game này tôi nói nó quảng cáo vãi cả nồi luôn các bạn. Đấy, nhưng mà nói chung thì bù qua đắp lại, không tốn tiền thì xem tí quảng cáo cũng chắc cũng không sao rồi đúng không? Ok, thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái tựa game cho các bạn xem nhá. Rất là hay ho luôn. Hay ho thế nào thì vào game trải nghiệm nào. Ok, đây là khi mình vào game là các bạn, giao diện rất là đơn giản luôn. Thì đây là một trong những cái game về lái xe rất là thực tế luôn các bạn. Các bạn có thể là mua xe nè, rồi sau đó vào chạy vòng vòng thành phố nè, rồi độ xe rồi các kiểu cũng khá là hay. Đổ xăng này nọ nữa. Đấy, thì nó như thế nào thì từ từ mình vào mình trải nghiệm từ từ nha. Bây giờ nó sẽ có ba cái mục ở trên này. Đầu tiên là cái mục để chúng ta có thể là chọn xe ấy. Trong này nó có rất là nhiều xe. Đây, có SUV nè, bán tải nè, xe siêu xe nè, sedan xe 4 chỗ 5 chỗ nè, rồi xe hatchback, xe này xe giống như xe con cóc với các bạn. Đó. Rồi xe van là xe như xe chở heo. Đó, ở trong này. Và đặc biệt các bạn thấy cái game này mình rất thích chỗ nào? Có luôn cả Fortuner nè các bạn, thấy chưa? Fortuner nè, rồi con này là con gì ta? Range Rover các bạn. Và đặc biệt có cả Toyota, con này Toyota gì mình cũng chưa gọi nữa. Hình như là Toyota Actis thì sao ấy. Đó, thì với cái game này hiện tại là có rất là nhiều xe nha các bạn. Nhưng mà từ từ để mình vào game mình trải nghiệm. Tại vì trong game các bạn, nó có một cái cửa hàng bán xe. Mình đến đó mình coi xe, mình mua xe rồi nữa. Nên tí để vô đó coi sao nha. Rồi, cái mục thứ hai là chúng ta có thể là chọn được nhân vật nam nữ đó các bạn thấy không. Đó, thích nam chọn nam, thích nữ chọn nữ. Đấy, cái này là đồ, hiện tại là đồ bình thường. Tí vào trong đó mua sắm đồ được các kiểu khác cũng được luôn. Đấy, thoải mái, đâu phải mặc một bộ đâu. Mình chọn nhân vật nam nhá. Rồi bạn nào thích nữ thì chọn nhân vật nữ. Để rồi tiếp một cái mục thứ ba là cái mục thùng hàng. Đây nó sẽ có ba cái thùng hàng thôi. Cái này để kéo theo xe các bạn. Đây là cái thùng thứ nhất nè, thùng thứ hai. Ui trời, cái thùng này giống như cái đít của con bán tải này các bạn. Cái thùng thứ ba, ơi cái thùng này như là cái thùng để chở xe hay sao ấy các bạn. Lấy cái thùng này nhá. Rồi trong một cài đặt của nó thì cũng chả có gì các bạn. Đây các bạn sẽ có ba cái chế độ lái. Đầu tiên là chế độ lái bằng cái núm nè. Tiếp theo là lái bằng hai nút qua lại. Cái thứ ba là lái có cái vô lăng để các bạn lái. Còn cái thứ tư nữa các bạn là xoay bằng điện thoại. Để mình lái bằng cái núm này cho nó lạ. Trên này nó sẽ có một số cái tính năng. Cái này là gì ta? Cái này kiểu là cái bàn đạp á các bạn. Đạp ga ấy, mình có thể là tùy chỉnh được đạp đạp mạnh, đạp yếu được ấy, kiểu cái này nè. Còn cái thứ hai là cái chế độ lái, hình như là mô phỏng với lại là lái đi the git, tức là lái như kiểu đua xe ôm cua nó kiểu vậy. Rồi tới mục thứ hai. Đây là cái mục đồ họa nha các bạn. Chọn Ultra hết đi, cái này là cái gì ta? Rồi cái mục thứ ba. Đây là âm thanh xe, bạn nào đam mê âm thanh của xe thì các bạn kéo lên. Bạn nào không muốn âm đam mê, muốn nghe nhức đầu quá thì kéo xuống. Show FPS này là cái này cũng không quan trọng. Trong này nó sẽ có hai cái chế độ gì nữa nè. Cái này chế độ cho nó thực tế hơn các bạn, nhưng mình không rõ là cái gì nữa. Đó, chỉ có vậy thôi các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu vào game để trải nghiệm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào chọn một con xe đi. Đây, Fortuner, một trong những cái dòng xe quen thuộc, quắc văng luôn. Rồi mình sẽ chọn xe rồi chọn play nhá. Nếu mà các bạn nào muốn chọn xe khác ấy thì các bạn phải xem clip quảng cáo. Đâu đó khoảng 30 giây hay gì đấy. Các bạn chỉ cần bấm vào đây nè. Xem hết cái clip quảng cáo thì các bạn sẽ có một cái chiếc xe. Đó, bây giờ các bạn bấm play thì nó sẽ vào game luôn. Đó, tùy những cái chiếc xe khác thì các bạn cũng vậy. Các bạn thích chiếc này đi, các bạn cũng xem quảng cáo một tí rồi nó mới vào game được nhá. Rồi ok, mình sẽ lấy Fortuner. Play, vô. Đây, quảng cáo nè các bạn thấy không? Bây giờ đợi 4 giây quảng cáo rồi mình tắt nè. Quảng cáo quá rồi, quảng cáo. Rồi tắt. Đó, bây giờ load vào game nè các bạn. Game miễn phí nên nó quảng cáo hơi nhiều. Đấy, ok.
Chào mừng các bạn đến với tựa game Magazine. Đây, nó có cái chế độ rất là hay các bạn. Đây. À đây. Yo, feel dậy luôn các bạn. À để nhảy khác đây. Nào nào. Phim hơ. Bắt đầu heo cái này ngồi chụp hình. À là gì đây? À đứng đó, không có nhảy nè. Đây, cho mấy cái này kiểu là để tạo hiệu ứng để các bạn có thể là chụp hình với xe nè. Ví dụ ngồi vậy nè, các bạn sẽ chụp với cái chiếc xe nè, thấy không? Rất là đẹp luôn ấy. Đó, kiểu vậy thôi, cũng chả có gì. Đó, thì đây là cái nhân vật mà của chúng ta là ôi xùi, thanh niên mặc áo đỏ. Mặc áo đỏ không biết có vỏ không. Đây, game có chế độ mà gọi là mở kiếm như là gắn kiếm nè. Này, đẹp trai liền. Này, hãy ngầu liền. Đó, thì đó là một số chế độ của game. Đây có chế độ nhảy nữa nè. Đi nhảy nè. Đây là cái thùng hàng nãy mình lấy nè các bạn. Ok, còn gì nữa không ta? Trên này nó sẽ có bản đồ nè các bạn thấy không? Bản đồ rất là rộng luôn nha các bạn. Trong này nó có rất là nhiều nơi luôn nè. Ví dụ là chỗ nhảy đầm nè, chỗ mua quần áo nè, nhà thờ, chỗ bán xe nè các bạn thấy không? Chỗ bán xe nè, chỗ đổ xăng nè, chỗ độ xe nè các bạn, trường học, rồi chỗ độ thùng hàng, rồi chỗ học lái xe. Đây là chỗ học lái xe không? Đúng các bạn, driving school là chỗ học lái xe. Siêu thị nè các bạn. Đây là gì đây? Tiệm ăn, tiệm bánh mì, cửa hàng tiện lợi. Nói chung rất là nhiều địa điểm trong này luôn. Đó. À, bên này thì chúng ta sẽ có một số tính năng như là cái này không phải. Này là đổi cái camera các bạn. Đây, cái camera này thì nhìn phía sau lưng của thằng nhân vật. Còn camera này thì nó lưu động hơn, mình quay vòng vòng được nè. Đây là chế độ chụp hình nè các bạn thấy không? Đó. Rồi, chỉ có vậy thôi. Và cái chiếc xe của chúng ta đây, Fortuner Toyota. Ui làm gì mà chơi nguyên cái màu đỏ vãi cả trưởng vậy. Ok, lên xe nè các bạn. Đây các bạn đứng gần cái cửa lái nha, thì các bạn chọn cái nút này để nó lên xe nè. À, ok, leo lên xe, đóng cửa luôn. Để coi coi. Từ để mình nhắm ra ngoài cái nha các bạn, rồi mình sẽ từ từ khám phá cái xe. What the hell, sao không có tiếng cho vậy? À, đấy, có rồi nè các bạn. Rồi, ok. Nãy mình quên, mình tắt tiếng hay sao ấy. Rồi, bây giờ có tiếng rồi nè. Đó, và đây là đang trên xe đó, các bạn xuống xe đây, các bạn chọn cái nút trên này nè. Đó, này là xuống xe nè. À, bây giờ lên xe lại nè. Hẳn mở cửa, leo lên. À, dữ dơ. Em đỡ góc nhìn ngay. Đây là góc nhìn các bạn ngồi trong xe lái nè các bạn thấy không? Đó. Có bàn tay luôn nha. Xe này mấy chỗ trời. Rồi, góc nhìn khác coi. Này góc nhìn gì tôi cũng chả biết nữa. Wow, khá là nhiều góc nhìn luôn nha các bạn. Đó. Rồi. À, xe này thì chúng ta sẽ có cái tính năng gì đây? Này các bạn bấm bên này nè. Bên này nó có cái mũi tên các bạn thấy không? Bấm vào. Đầu tiên là chế độ mở cốp xe. Wow, mở cốp xe rồi các bạn. Đây. Đó, ui, như vậy là con này là 5 chỗ nha. Cái dãy ghế phía sau bị gỡ ra rồi. Đó, mở lên. Bạn nào để đồ gì đó, bỏ vô. Không, đóng cốp lại. Đấy. Rồi, đó là cái chế độ mà mở cốp. Tiếp theo là cái gì đây? Đây, một số cái chế độ mới nó đây. À, cái này là gì đây? Camera. Camera gần xa thôi. Đây là chức năng hạ gầm ấy. Ôi, đúng rồi các bạn, năng hạ gầm trước sau nè các bạn thấy không? Đó, bạn nào muốn xe cao lên thì nắng lên. Đó, cao nhầm luôn. Nhưng mà cao như vậy chạy dễ lật lắm nha các bạn. Đi đường ngập cốt thì nó hợp lý hơn. Rồi, cái này là... Ui, hạ cửa kính luôn nè các bạn. Đây, ví dụ muốn hạ cửa lái đi. Đây, hạ xuống. Đó, các bạn thấy không? Nó hạ cái cửa lái xuống nè. Sao cho dễ thế thật. Đây. Đó, các bạn thấy không? Các bạn muốn hạ cái cửa bên hông này cũng được luôn. Đó, các bạn thấy không? Ý, xịn. Đào, mở xuống hết luôn đi các bạn. Ai mở xuống hết luôn cho gió thoải mát mẻ, khỏi mở máy lạnh. Đó, mình đang mở cửa xuống hết rồi đấy. Đó là mở cửa, cửa kính, cửa sổ. Này là gì đây? Ui, này mở cửa xe nè các bạn. À, rồi mở cửa, đứa nào lên, nhào lên. À, đứa nào muốn lên, lên. Có chế độ gạt mưa nè các bạn thấy không? À, hoài, xịn quá. Gạt mưa phía sau luôn. À, mở nắp capo nữa nè các bạn. Ui, đây là cái capo của xe nè. Rồi đóng lại đi các bạn ơi. Đóng lại. Rồi. Còn gì nữa không ta? Rồi có nhạc nữa nè. Bạn nào muốn chơi nhạc thì bỏ nhạc vào đây. Cái này mình chưa mò các bạn. Đóng lại đi.
Rồi, xe các bạn khi các bạn đổ lên xe cảnh sát đó, có thể là mở còi hú được nè các bạn thấy không? Nhưng mà hiện tại xe mình chưa đổ lên xe cảnh sát. Rồi, trên này là gì đây? À, trên này nó sẽ có thể là thay đổi buổi sáng, buổi tối nào, bạn nào thích buổi nào đó thì ấy. Đó, buổi sáng, buổi tối, đèn thì nó nằm dưới này nè các bạn. Đây, đèn nhan nè. Đó, đèn nè. Thấy chưa? Đây là chắc có thể là cái nút đề máy xe. Xăng nè các bạn thấy không? Có hết xăng nhá, chạy hết xăng là đi đổ xăng nha mới cho. Còn cái này rất là hay nè các bạn. Nó có cả cái chế độ đổi đồ họa game nữa các bạn. Đây, là cái nút này nè. Các bạn thích đồ họa nào ấy thì các bạn chơi. Đó, rất là nhiều đồ họa luôn. Bạn nào thích đồ họa màu nào đi chơi thì mình thì cứ để mặc định gì đi. Đó. Ok. Đó, thì sơ qua về cái cách chơi là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Bây giờ đầu tiên chắc đi sắm đồ chứ các bạn. Hãy đi sắm đồ đẹp, mặc đồ đẹp chơi nó mới giữ. Rồi ok, let's go. Chạy thôi. Đổi vô vô lăng lái thôi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Chết bà thì thấy đường rồi. Đó. Lái góc này đi ha. Trong này thì không có người chơi nha các bạn, mình chơi mình nên mình thôi. Có người chơi thì nó hơi lắc, nhưng mà nói chung chơi như vậy cũng hay. Có đồn cảnh sát đó nè các bạn. Bên kia là hình như là cái nhà tù. Không phải nhà tù không ta? Không biết luôn. À đây là cái cửa hàng bán đồ nè. Ok. Vào mua đồ mặc cái đã. Rồi ok, xuống xe. Chơi mặc cái áo đỏ như vậy. Điên hồi gặp bò, bò nó hút cái bà nội luôn. Đâu rồi? À đây, chỗ đây. Uầy, quá chế độ nè, có độ con gái đó nè. Độ phụ nữ. Đây, là đây nha các bạn. Rồi ok. Ờ cái này là gì đây? Cái này hình như là đồ mà kiểu là nguyên một bộ mà có nón á các bạn. Đây các bạn có thể là nhìn trong kiến nè, hoặc là nhìn như vậy. Đây. Đó, thật ra có áo màu hồng nữa nè. Uầy, còn đồ dân chơi không các bạn? Còn bên này là kiểu là đồ ngắn thoải mái. Bạn nào thích chơi đồ ngắn thì mặc đồ ngắn. Ui xôi ôi, áo hoa nữa chứ. Thôi để mình mặc cái bộ đồ này cho nó xịn sò nha. Đấy, chơi luôn màu hồng các bạn, cho nó xịn sò con bò. Rồi ok. Đấy, vừa sắm bộ đồ qua là nhìn cái mát mẻ liền, nhìn cái nam tính liền các bạn. Từ từ bây giờ leo lên xe. Đó, có đồ đẹp rồi là đi quẩy là hợp lý nha các bạn. Bây giờ đi đâu ta? Giờ có đồ rồi đúng không? Mình sẽ đi mua xe luôn đi các bạn. Đi mua xe luôn. Chắc cha nãy mình bỏ mẹ cái thùng hàng bên kia nhà nè. Để chạy qua anh lấy. Đây nè, kế bên luôn nè các bạn. Rồi, quay lại. Đây, nhà mình kế bên. Nên là nhà mình kế bên các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái... gọi là cái xe kéo phía sau rồi các bạn, để mình đi mua xe. Rồi bây giờ mình lấy nó nha. Lùi lại. Hình như mình hạ cái gầm nó quá trời thấp rồi đúng không các bạn? Đây gắn vô nè các bạn. Đấy, gắn vào đây. Có nên hạ cao, nâng cái gầm lên cao tí không? Cái này nó hơi thấp quá, nâng cao lên tí. Đó, vậy đi, vậy là hợp lý nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy qua cái cửa hàng bán xe nha các bạn. Ui kế bên luôn nè, toàn gần nhà mình không à, được thế nha. Đó, lôi cái này đặt tí mình chở xe mới về các bạn. À như là ở đây luôn nè, đúng rồi đây luôn nè các bạn ơi. Đây. Rồi tới cửa hàng bán xe rồi. Ok. À rồi bây giờ mình sẽ xuống xe nha các bạn, đi vào coi xe coi. Đây, bên này nó sẽ có hai cái địa điểm cũng khá là quan trọng nè. Đầu tiên là bên này là cái chỗ mà đổ xe các bạn. Còn bên bên này là cái chỗ đổ xăng. Đó, bạn nào chơi thì các bạn để ý nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào chỗ cái cửa hàng bán xe. Wow. Nè các bạn thấy có showroom không? Quá trời xe luôn. Ui. Con này là BMW i8. Bên này là bán tải nè. Con này là con bọt chơi các bạn. Wow. Toàn xe thứ dữ không. Cái này xe gì đây? Không biết luôn. Đây mình ra ngoài này nó có cái catalog để xem nè các bạn. Đây. Catalog xem xe nè. Đó. Nào. Rồi, bây giờ mình sẽ xem qua hết các dòng xe nhá. SUV nãy mình xem rồi đúng không? Có Fortuner với lại là Range Rover. Rồi, bán tải thì mình có là những cái dòng bán tải như thế này các bạn.
Ui, tôi nhìn tôi chả biết con nào luôn á. Nhìn không biết luôn các bạn. Rồi, siêu xe. Siêu xe này có con bọc chơ nè, con Ford Mustang. Con này con gì ta? Không biết con này con gì luôn các bạn. Như Audi hay sao ấy. Con này là BMW i8. Ui, chắc mình mua con này nữa các bạn. Mình thích con này lắm nè. À, rồi, sedan thì có mấy dòng này với lại Toyota. Toyota Altis. Bên này hatchback thì không biết dòng nào luôn. Từ mấy xe thường các bạn. Van này có 1 chiếc à. Không, mua siêu xe đi các bạn. Bây giờ mình mua con i8 đi các bạn. Mua con i8 luôn nha. Rồi, seller. Đâu rồi? À đây đây đây. Xe đây các bạn. Quay. Giao xe nhanh thế nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lấy xe mình chạy qua độ luôn nha. Lên xe. Tao lên xe coi. Quay xịn sò này các bạn. Rồi ôi, i8 của chúng ta đây. Ai chạy ra nhá. Chạy ra. Má cắm. What the hell? À rồi, ok. Rồi má cắm rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua. Đây mình mới mua chứ mình qua mình độ luôn đi các bạn. Qua độ xe luôn. Đó, qua độ luôn. Rồi ok. Vô đây đổ xe. Rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Đây, bây giờ đổ cái mâm trước đây, từ từ nha. Đây, mâm xe nè. Rồi, cũng rất là nhiều loại mâm luôn. Nhiều mâm vãi nồi các bạn. Ui, mâm này đẹp quá. Chơi mâm này đi các bạn. Rồi, mâm này. Cái này là kích thước của cái bánh xe các bạn. Bạn nào thích bự thì gắn nhỏ. Thích kiểu nào nhỏ bự vậy đấy thì gắn nha. Quay, đây là cái đồ bự của mâm xe nè. Cho bự mâm xe lên. Đây là gì đây? Ồ, cái này là năng hạ gầm. Với kích thước bánh xe hay sao ấy. Đây là màu sơn nè. Đây mình sẽ độ lên mâm xe màu đen nha các bạn. Đó. Đây là gì đây? Cái độ bóng. Cái độ bóng. Đây là độ sáng, độ tối hay sao ấy. Wow, đẹp quá. Rồi, đó là về mâm xe. Rồi, tiếp theo là cái này là cái phần đít xe các bạn. Thấy không ta? Ui, gắn lo cho cái đít xe. Nói chung game này mình thấy toàn độ lo nhiều các bạn. Đây mình độ cái lo này nha. Đây. Đó, độ được vàng lo đấy các bạn. Rồi, cái này là màu thôi. Màu của mấy cái lo đây. Cái này nó được tùy chỉnh hơi bị nhiều luôn ấy. Rồi, đó là dàn lo. Đây là lo của cái cửa nè các bạn. Đây, gắn lo luôn. Đó, các bạn thấy không? Có nguyên dàn lo luôn nè. Xịn. Này, xe này không có cửa sau. Rồi, cái gì ta? Này là gì đây? Này là gì ta? À, đèn neon ở dưới gầm xe. Wow, xịn thế. Các bạn có thể là thay đổi màu được nha. Thôi để màu đỏ đi, mình cũng thích màu đỏ mà. Rồi, tiếp theo là cái độ cho cái này là cái gọi là cái chân xe các bạn, cái gầm ấy. Các bạn có muốn chạy là cái cầu trước hay là cầu sau hoặc là bốn hai cầu luôn cũng được. Nó độ hai cầu luôn, chạy nó càng nhanh. Nó càng mạnh nữa. Ở đây là sơn màu xe nè. Nó có cái này là skin, cái này là skin nhá. Rồi. Đây là màu nè các bạn. Màu đâu? What the hell? Đây. Màu gì vậy ta? Mâm đen rồi đúng không? Mâm đen. Wow. Trời, màu này nổi thế nhờ. Này là màu xanh đột chuối, màu vàng gì đấy. Màu vàng các bạn ơi. Chơi màu này luôn đi các bạn cho nó nổi. Đây các bạn có thích là bóng thì kéo lên, còn muốn nhám thì để kéo xuống. Này là sáng tối nè. Wow, càng đẹp đấy các bạn. Đấy, bắt đầu thấy đẹp rồi đấy. Còn này là gương nè. Các bạn muốn không phải cái cửa sổ các bạn. Cái kiến, muốn kiến tối là kiến sáng, nên gắn phim cách nhiệt ấy. Rồi, như vậy đi. Ok, xong rồi. Lấy xe ra nào. Đồ quậy tê. Rồi lưu lại, chạy ra. Quay trời ơi, đây. Thứ giữ. Ý xời ơi. Nào, chở xe về. Chở siêu xe về. Ok các bạn ơi, rồi bây giờ mình sẽ xuống xe nha. Đó, xe độ hơi bị xịn luôn ấy. Bây giờ mình mở cái thùng hàng xuống các bạn.
Đây. Đó. Rồi đưa xe lên, trở về, trở về. Đi sắp xe mà các bạn, trở về liền. Trở về đang cắt cái chiếc xe Fortuner thôi. Thì chả có gì đâu. Rồi xuống xe nè. Ok. Rồi, đóng cái bẩn lại các bạn. Đó. Sen cha. Sen xa con bà cha. Rồi lên xe, lên xe. Rồi ok. Đấy, trở về, về nhà. Đi về nhà là đi về nhà. Ui trời, ai nhà bên đây đúng không ta? Đúng bà đó trời. Rồi ok, được rồi. Xuống xe. Rồi để cái Fortuner ở nhà đây, giờ lấy siêu xe chạy một vòng chơi cho các bạn xem. Hạ cái bẩn xuống nè. Rồi lên xe. Làm sao lên đây ta? Đấy. Lên xe. Lên siêu xe. Rồi rồi. Ui. Đấy. Ôm cua. Nào. Test siêu xe các bạn. Rồi test tốc độ nè. Lên 100 km trên giờ nè. Ôm cua. Còn xăng không ta? Có còn nửa bình hả? Để ghé đổ xăng miếng các bạn. Đây. Ghé đổ miếng xăng. À, hiện tại mình tiền mình đâu ta? Cái này như là nhập số tiền vào ấy. Đổ 10.000. 100 đồng à. Này là đổ gì ta? Cái này là như mình đổ 100 đồng ấy. 6 lít nè, 7 lít nè. 100 đồng được bao nhiêu ta? Trong đồng nó có 20 lít đấy, tầm tầm đó. Đúng rồi các bạn, đúng 20 lít luôn ấy. Rồi. Được nhiêu? Gần đầy bình các bạn. Rồi ok. Vậy được rồi. Để mình chạy vòng vòng ở thành phố cho các bạn xem nhá. Khá là nhiều nơi luôn. Để mình chạy khu này rồi đúng không? Chạy dài dài xuống đây đi. Chạy xuống siêu thị đi. Đây, siêu thị thôi. Có CBS đâu rồi? Cái gì? Ê! Đó. Có xăng vận động đá banh nữa nè. À, cái xăng hồi nãy nè. Tiếng động cơ nghe sướng thế nhờ. Đây là siêu thị nè các bạn. Làm sao để vào được siêu thị ta? Không biết luôn ấy. Đây có một cái cửa hàng bán đồ cho thú cưng nè các bạn. À. Đằng này như có cái bệnh viện nè. Ui cái đường này các bạn nhìn cái đường nè. Ôi, đúng gồ ghề luôn. Như là bệnh viện ấy, để chạy vào thử được không? Đây là vào bệnh viện nè các bạn. Hospital. Mở cổng, mở cổng, mở cổng. Đó. Đây vào bệnh viện nha. Bệnh viện phá bệnh viện ta chứ dầu chuyện gì. Rồi mở cửa ra, mở cửa cho em ra, mở cửa cho em ra. Đó. Còn địa điểm nào mình chưa đến không ta? Trong cái thành phố cho bạn cũng khá là rộng các bạn, từ từ mà các bạn chạy mà khám phá nha. Ui, có quán vỉa hè đó nè. What the hell. Rồi. Xuống xe đi các bạn ơi. Đó. Thấy chưa, giờ ghé chỗ này uống nước nè các bạn. Bà chủ ơi, bán nước uống cơ. Rồi, ở sao lên được đây? À, là nhảy lên. Ui, có pizza, đánh pizza đó nè các bạn. Wow. Đâu rồi, bà chủ đâu rồi? Quán nước ven đường các bạn. Ok các bạn ơi, thôi hôm nay chắc mình sẽ trải nghiệm đến đây thôi. Các bạn cứ từ từ tải game về và trải nghiệm giống mình. Nó cũng khá là hay đấy. Bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.